hào hứng, rất là mong, rất là nói chung là hồi hộp khi mà đến xem cái bộ phim này. Tại vì đây là một cái bộ phim mà nghe vợ mình nói là bộ phim kinh dị, mà từ đó đến giờ đi coi phim kinh dị với lại vợ mình toàn là bị vợ mình hù không à. Lần này là mình trận mắt mình coi coi là cái người đóng kinh dị là vợ mình, xem vợ mình có hù được mình hay không. Và dĩ nhiên cái vai diễn mà Miu mong chờ nhất đó là vai của anh Quốc Trường trong phim. Nghe cái tựa là Đôi Mắt Âm Dương rất là hứng thú. Và đầu năm thì Miu cũng nghĩ là sẽ đi xem để cho mình có một cái cảm giác là cảm xúc mạnh. Và nguyên một năm là mình sẽ gây cho mình những cái gì đó nó mạnh mẽ và bản lĩnh. Điều mà Sam mong muốn được xem nhất trong thời điểm này đó chính là sự quá thân của bà chế của mình, bà chế Thùy Trang, trong một cái vai mà có thể nói là cây ám ảnh đáng sợ, nhưng mà vẫn thể hiện được cái sự thú vị của chị Thùy Trang trong bộ phim này. Áo của đồng là máu bi, phim kinh dị mà, cho nên là rất là mong mỏi cái ngày ra mắt bộ phim Đôi Mắt Âm Dương này. Không biết là vào trong rạp xem có la lớn như hay không, và Ngân rất là náo nức và cũng như rất là vui hôm nay được có mặt ở đây. Đặc biệt cái người mà Lý Hải muốn theo dõi đó là đạo diễn, bởi vì Nhất Chung đã làm lên một cái cú hit rất lớn cho điện ảnh Việt Nam vào năm ngoái. Thôi không có chờ đợi nữa, sẽ đi vô rạp, sẽ đi coi liền. Bye bye mọi người.